Chicago ngày 25 tháng 10 năm 2023. Chào tất cả mọi người trên toàn thế giới đang xem video này. Con tên là Thiên Hằng Nga, đệ tử của sư phụ Thiên Tuấn Kiệt. Trên đây là bức thư của bạn Thiên Thảo. Con xin được thay mặt các huynh đệ tỷ muội xin được phép đọc bức thư này. Gửi các bác đảng viên. 20.000 tỷ, đây cũng là con số khá ấn tượng, cao nhất kể từ năm 2013 đến nay. Số tiền thu hồi trong các vụ án tham nhũng kinh tế hàng năm không chỉ thu về những số tiền lớn cho ngân khố nhà nước trong các vụ tham nhũng, mà rất nhiều quan chức ngã ngựa vì các hành vi vi phạm pháp luật, nhiều người vướng vào vòng lao lý bởi hành vi tham nhũng. Chúng ta không xa lạ gì những đảng viên vào lò dưới thời bác Nguyễn Phú Trọng với câu nói bất hủ: cái lò đã nóng lên rồi, củi tươi vào đây cũng cháy. Từ năm 2013 đến nay, 14.300 vụ tham nhũng kinh tế, 24.000 bị can đã bị khởi tố điều tra xét xử. Ví dụ, đại án Vinalize Dương Chí Dũng, đại án Nguyễn Đức Chung, đại án Quỹ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đại án Đinh La Thăng. Mới đây nhất là vụ Việt Á khiến nhiều quan chức từ trung ương đến địa phương vướng vào vòng lao lý. Đây chỉ là một số dẫn chứng về việc tham nhũng tại Việt Nam. Các bà có chắc chẳng là mình tránh được lò của bạc Trọng. Số tiền tham nhũng trên chỉ là con số nhỏ bị sờ gáy, còn phần lớn số tiền tham nhũng được trọt lọt sẽ đi đâu? Nằm trong các bất động sản hoặc chuyển sang nước ngoài với nhiều hình thức khác nhau như Bitcoin, ngân hàng. Tính đến nay thì con số đó đã lên đến khoảng 600 tỷ đô la đã được chuyển qua khỏi nước Việt. Liệu các bà có nghĩ số tiền này sẽ trọt lọt và không bị iOS và Mỹ reset và truy hồi? Đất nước ngày càng thụt dốc vì sự vơ vét, tham nhũng của các quan chức trong bộ máy nhà nước, kinh tế suy thoái trầm trọng, thất nghiệp tràn lan, đạo đức suy đồi, cướp bóc, giết người một cách dã man đang diễn ra liên tục. Người dân rơi vào cảnh thiếu thốn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nhiều gia đình còn bằng máu để sống qua ngày, có tiền chữa bệnh, mua thuốc. Trong khi lãnh đạo các cấp, các đảng lại giàu vô số kể, chống cướp chén cơm manh áo của người nghèo một cách hợp pháp, đột lò mãi không hết. Khi mà con người bị đẩy vào đường cùng thì hậu quả sẽ khôn lường. Thiên tai nhân tai chồng chất, người dân đi vào đường cùng nhưng sẽ đứng lên giành sự sống và chống trả những ai đã ức hiếp mình. Nhà các bác sẽ bị gõ cửa bất cứ lúc nào. Và hiện nay, tình hình Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung đang trong thời kỳ của sự tận diệt để thay đổi một xã hội luật pháp âm u và đạo đức con người ngày càng tuột dốc. Trong những tiên tri sống cơ cho biết rằng Việt Nam sẽ thay đổi, sẽ trở thành một cường quốc và phát triển qua các lời tiên tri của Nguyễn Bình Khiêm, Đức Huỳnh Phú Sổ. Câu hỏi đặt ra là phương hướng nào cho các bác đảng viên để có thể cứu được mình và giữ được tiền tài của mình? Nếu dựa vào Tàu hay Nga, hai nước này hiện nay cũng đang điêu đứng. Nga thì kinh tế đang suy sụp và xa lầy vào cuộc chiến với Ukraine. Còn Trung Quốc, bằng tộc 16 chữ vàng thì cũng đang loay hoay nội bộ quốc gia với các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều nơi, đối mặt với nhiều thiên tai, khó khăn, chồng chất. Trong những sấm cơ tiên tri của các bậc thánh hiền, đều có nói về một người mang sứ mệnh để cứu nước Việt trong thời kỳ hoàng lạc sắp xảy ra, và là một người duy nhất cứu được 4 triệu đảng viên. Và người đó hiện đã xuất hiện lên mạng truyền tin cho cơ tận diệt mạng 3 kể từ năm 2017. Cho đến nay, người đó chính là Thiên Tuấn Kiệt. Người sinh ra với sứ mạng đặc biệt lo cho đạo, đời, được sự dạy dỗ của các đấng thiêng liêng kết nối lại với nhau, đem tình thương xóa bỏ hận thù, lại ân báo oán, để cứu 4 triệu đảng viên và đổi lấy sự bình yên cho dân tộc Việt, cùng chung dũng nòi con rồng cháu tiên. Theo lời Thiên Tuấn Kiệt, khi quốc gia thay đổi sẽ xóa bỏ hận thù, sẽ không ai đổ giọt máu, sẽ không có tù cải tạo như năm 1975. Khi nước Việt thay đổi thì toàn bộ tài sản của các bác sẽ không bị mất, chỉ đóng thuế cá nhân 30% rồi làm ăn tiếp và giàu có. Điều kiện để được như vậy rất đơn giản, các bạn chỉ cần thuận thiên, thuận theo ý dân, lòng dân là lòng trời.
Người dân chỉ mong muốn không gì hơn có công ăn việc làm, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cơ trời đã vạch sẵn, nước Việt chắc chắn sẽ thay đổi. Bàn cờ đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ các bạn đặt vào. Thuận Thiên tin vào tâm linh, tin lời sư phụ Thiên Tuấn Kiệt thì phần thắng sẽ thuộc về các bạn. Tại sao các bạn không đặt? Công danh và tiền tài sáng chói cho bạn và cả con bạn đang chờ sự lựa chọn của bạn. Con là người Việt máu đỏ da vàng. Theo quá trình lịch sử của dân tộc thì đất nước Việt của chúng ta đã trải qua vô vàn khó khăn, được sự xâm chiếm và bóc lột của các nước ngoài. Cho đến hiện nay, tuy là đã tuyên bố hòa bình, độc lập, nhưng vẫn còn thấy sự lăm le, thèm khát của nước ta từ các nước láng giềng, luôn tìm cách thuần hóa dân tộc ta với các chiêu trò kinh tế, lai tạo, giống nòi. Tuy nhiên, với tinh thần yêu dân tộc, con thấy được sự quật cường của một số các lãnh đạo vẫn còn mến nước yêu dân, mà có đáp trả đối ngoại lại các sự thăm dò thôn tính của Trung Quốc. Nay tình hình thế giới đã vào ngõ cụt, chiến tranh thứ ba sẽ xảy ra và sự yếu dần của Trung Cộng, đây là một cơ hội rất tốt. Con mong các bác lãnh đạo sẽ có một cuộc chuyển mình, vực dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, chống trả để thoát khỏi xiềng xích của Trung Cộng mà thuận theo, tự do. Tới đây, nước Việt sẽ thay đổi, sẽ tràn đầy tiếng cười và trở thành nước cường quốc trong tương lai. Trang sử mới được viết lại từ các bác, mong các bác sẽ là các bậc công thần được lưu danh sử sách để người đời ca ngợi mãi. Con tin các bác đủ sáng suốt để xem xét và chọn lựa đúng quyền lợi cho mình và cho gia đình các bác. Chúc các bác sức khỏe và công tác tốt. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này. Hy vọng mọi người sẽ chia sẻ video này để bức thư này có thể đến tay các vị lãnh đạo, các bác đảng viên ở nước Việt. Hy vọng các bác sẽ thay đổi để thuận thiên, giúp cho dân tộc Việt Nam trở thành một cường quốc. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. A Di Đà Phật. Xin chào. Ở nhà con cũng có. Thì không biết ăn hối lộ ăn kiểu gì không biết. Mà chuyển ra ngoài là 600 tỷ. Mà có những người sau lưng á thăm rồi. Sau này mà mọi chuyện mà thanh bình á, gọi một một cái gì đó. Order cũng như Đảng Cộng sản Trung Cộng vậy. Đảng Mỹ nó tham lắm. Thế mà nó làm cái chuyện mụ dư mà nó có lợi nó làm. Nó lấy hết tiền của mấy đảng viên Trung Cộng, con thấy không? Tại sao hôm nay nó không lấy tiền của đảng viên Việt Nam, nó muốn lấy giấy nợ. Đừng có tưởng đi qua đây mượn người này đứng tên là đứng tên, nó không biết. Giờ nó lấy ở thằng này trong nhà bạc hiện giờ có 500 nghìn. Làm lương gì mà có 500. Nó điều tra họ cũng lấy sạch. Không giải thích hợp lên lý là vậy. Mà tại sao hôm nay nó lại không làm? Suy nghĩ nó sẽ làm. Cho nên sư phụ nói là thụ thương mấy ông bầu này, mấy anh Dũng cũng là ông bầu sư phụ. Cái dồn tiền gì đang hết rồi chờ sư phụ về bệnh. Tôi bắt ông Thế ra khai à, cho mày 3 tháng khai. Vừa hối lộ hồi xưa 10 tỷ không khe mà hối lộ. Mày đóng cho tao 3 tỷ đi rồi mày lấy 7 tỷ mà làm ăn lại. Tức nghĩa là mình xóa bỏ hận thù. Cái giờ một người nó có râu ria rễ mái, con chắc một cốc, mà con làm gì thì nó hận thù quốc gia nữa thì sao, đúng không? Mình cho ngày hai và ngày đóng thuế cá nhân rồi xong làm tiếp. Một cái nước Việt mới là lên là vậy. Nhưng mà mình gom phải dốt vô. Tại vì họ cũng là nhân tài, con không có hối lộ được. Cái người mà hối lộ được 1.000 đô hay là 100.000 đô á, trời, nó phải suy nghĩ nát óc. Làm sao để lấy được con hơn chứ? Là nó cũng phải chất bổ, chắc phải gọi là hồi dưỡng cắt xám. Cắt xám hối lộ. Ví dụ như cúp đất Thủ Thiêm, cũng phải ngồi suy nghĩ nát óc làm sao mà để cúp đất từ của dân, cũng phải tội nghiệp. Chưa hiểu hết đời sống từng chi tiết. Cho nên tại sao thù sanh ra đời là ngay giữa tiết 17 là cái vụ, là cái tấm nệm im chán nhà người đó nhảy xuống đi, nhảy xuống cái nệm của ta không làm cứu, còn sanh ra cứu 4 triệu đảng viên không có đổ giọt máu, đó là lợi.
lời của chư Phật, của mẹ, của cha, của đức thầy và của ngài Trận Đạo, và dạy về binh lược á, dạy cho phụ con làm sao mà cho nó đừng có cấu xé lẫn nhau, đừng có đổ máu, thì phụ về trời là sư phụ được cha được. Chứ không có tính cái thế gian này lại, thế gian này là một cái phim, mình chỉ đấu làm sao cho đẹp mắt thôi, quan trọng là chỗ đó. Còn ở ngoài kia đó, cái người đó, không biết giữ cột mà nghe không hết, thì dưới đây giếng, tức là mấy cái đám mà chỉ chửi sư phụ mà ở Việt Nam á, mấy đứa nhỏ phụ chỉ khuyên là giữ cột nghe đi con, chứ không thôi mà mai mốt mà đám đệ tử họ thiên mà nói trời thằng này hơi xui chửi sư phụ nhiều lắm thì lúc đó sư phụ biết giao xử. Sư phụ là rồi trong cái bài sắp cơ là tiền sắp cơ mà chỉ có bài kinh thiên mẹ giết rồi đây nắm dĩ ăn xem, mà tất cả những nhà tiên tri lỗi lạc trên thế giới luôn, cả Notre Dame cũng nói sư phụ là như vậy, vua của các tiên tri luôn, sư phụ có cái giấc mơ sư phụ cũng có kể, rồi đức thầy cũng có nói, và gần đây mấy vị cũng có dạng về chuyện này, tắt camera hết cái đó.